còn có là 279.000 đồng. 279.000 đồng. Chị nào lấy thì mình đặt hàng sớm giùm em nha. La mã số sản phẩm tổng liên hệ cho em nào. Phía sau của nó này các chị ơi. Rồi ai lấy đầm này đặt hàng sớm giùm em. Comment giùm em cú pháp đặt hàng ngày hôm nay là mã số cộng xin họ cho em liền nha. Mã số cộng xin họ em chốt đơn hàng. Nhân tay nha, 791. Ok chị Tuyết Hồng là 791 luôn nè. Cái mẫu này thì rất là dễ mặc cho các chị. Rồi đầm chấm bi 65kg mặc được 2x nha chị Minh Ngô ơi. Mình cho em xin cái mã số nha. Rồi em đang mặc trên người là DA791. Chị nào lấy nhân tay đặt hàng, chị có giá 279.000 đồng. 279.000 đồng. Và 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mặc vừa. Nhân tay đặt hàng sẽ nhiều em nè. Đó, 791 cộng xin hỏi cho em nha. Chị có giá là 279.000 đồng thôi. Chị Hồng Nguyễn là đặt 788 mà chị ok. Chị Tuyết Hồng dồn đơn ok chị Tuyết Hồng nha. Rồi mẫu em đang hoạt trên người đây, mã sản phẩm là 791 nha. À cái chất vải này của nó là chất vải lụa nè. Bên trong có lót thun cô tông cho mình mặc rất là thoải mái nha. Ai lấy đầm này thì mình đặt hàng sớm giùm em luôn. Mã hàng cộng xin hỏi em chốt sale. Đầm này chị nào lấy nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nào. Làm mã hàng nè, cộng xin hỏi em chịu hàng. Xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị làm lên mẫu khác cho mình nha. Chuẩn bị làm lên mẫu khác cho mình nha. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA791 nha các chị ơi. Đây là DA791. Chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Là giá chỉ có 279.000 đồng. 279.000 đồng rồi. Bây giờ chuẩn bị em thay mẫu khác. Chị nào mình lấy cái đầm này đặt hàng sớm giùm em. Là mã số sản phẩm cộng xin hỏi cho em nào. 791 cộng xin hỏi chất vải lụa mặc siêu mát mẻ và thoải mái cho mình. Chốt ngày hôm nay giá chỉ có 279.000 đồng. 279.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu khác cho mình. Chị nào lấy cái đầm này đặt hàng sớm giùm em nha. Mã số sản phẩm cộng xin hỏi em chuyển hàng. Rồi xong chưa cả nhà ơi, bây giờ em lên mẫu khác nào. Ai lấy đầm nào thì mình comment sớm giùm em. Mã số cộng xin hỏi cho em nha. Mã số cộng xin hỏi cho em chút đơn hàng liền cho mình ha. Rồi tiếp tục lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Ai lấy đầm nào đặt hàng sớm giùm em nào các chị. Mã số cộng xin hỏi em chịu hàng nha. Nhanh tay nào. Rồi em đang mặc đây là mã số DA790. 279k một đầm cho các chị mình đây. 279k dưới 65kg có tay vừa cho mình. Mẫu này là màu tím đậm nha các chị. Đôi lên là nó lấp lánh nè. Lên là nó lấp lánh đẹp nha các chị nha. Đó, ở ngoài mặt cũng đẹp luôn. 279k mã số là 790, mẫu mới về của bên em. 790 còn xin hại cho em ạ. Giá bình thường tại shop là 349.000 đồng. Trên like giảm còn 279k. Ai lấy comment giúp em 790. Chiều, à hồi chiều nay Cúc mới ghé cho chị chỗ nào mình đi. Chiều nay Cúc mới ghé, có gửi lời hỏi thăm cho chị chỗ nào mình đi rồi. Cúc kêu là Cúc vẫn khỏe chị nha. Rồi em đang mặc đây là mã số DA790. 790 cộng số điện thoại cho em ạ. 279k một đầm và không có size 80kg nha chị. Chị Tiêu Tiền Lễ ơi, không có size 80kg nha. Bên em chỉ có size cho mình là dưới 65kg đầm này. Em có một mẫu đầm size 70kg mặc vừa, chút xíu mặc lên sau. Duy nhất tất cả các mã của shop em đúng một mã số có size 70kg thôi, chút xíu mặc lên sau ha. Còn những cái đầm ren, đầm con này kia chỉ có size dưới 65 thôi các chị ạ. Đầm này dưới 65kg mặc vừa nha. Đây A790 cộng xin hại cho em nè. Rồi xong chưa? 2 phút là ngưng sale nha. Đầm này em cũng sale ở tầm 2 phút là ngưng. Ai lấy comment giúp em 790 cộng số điện thoại. 790 cộng số điện thoại. Có tư vấn viên bên em liên hệ tư vấn cho các chị mình sau. Chuẩn bị ngưng sale hay sao một cách khác nha. Đầm ren cho các chị mình nè, ren mềm. Ren mềm có độ co giãn ha, phủ kim tuyến ở trên đầm cực kỳ đẹp luôn. Và màu tím đậm nha các chị. Em không biết giới thiệu sao cái tím này, không có tím nào tươi tươi. Màu tím đậm nha các chị, tím đậm luôn á. Nói chung là nhìn ở ngoài là không có kiến da kiến cụi, các chị mình yên tâm. 279k màu tím đậm cho mình. Màu này là mấy chị trung niên hơi bị mê nè. Tầm mà 40-50 là hơi bị mê các chị nha. Mặc lên sang lắm, có 279 thôi. 790 chất liệu là ren các chị nha. 790 chất liệu là ren. Rồi ai lấy comment giúp em 790 với điện thoại. Nó có phủ kim tuyến ở trên các chị. Mặc lên tiền là bao sang luôn. 279k 790 gọi số điện thoại cho em nha. Lên đơn cho chị Nguyễn Hoàng 790-63kg. Còn chị nào nữa không? Còn chị nào nữa không? Chuẩn bị em qua mẫu khác nè. 790 cộng số điện thoại cho em. 279k dưới 65kg có size vừa cho mình. Dưới 65kg có size vừa cho mình. Ai lấy đầm này comment giúp em ha. 279.000 đồng cho các chị mình thôi. Mã số là 790 các chị nha. Mã số là 790.
70 ký hả chị? Ok, chị cho xí mặc lên cho mình xem cho 70 ký nha. Thuận An sẽ lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Cái đầm là nó có 86. Hơi rộng một xíu thì mình đeo cái đó vào là ok. Còn dạ, nếu mà vừa đủ rồi thì mình đeo cho đẹp cũng được. Rồi đây này các chị ơi, em có mẫu này là DA806 nha. DA806, ôi trời ơi, chết rồi các chị ơi, còn có 11 cái L, 11 cái L và 9 cái XL em mặc nha, để em qua luôn nha. 806 sale giá 299k. Đầm này nó cũng giống như cái đầm trơn vừa rồi, và nó có hoa, hải tiết có hoa và chất vải chéo thái. Có túi hai bên cho mình, 11 size L, 9 size XL là hết hàng. Sale ngày hôm nay giá 299k, phần tay đang dây cho mình nè. Rồi em quay đằng sau cho mình xem thử nè. Rồi chị nào lấy cái đầm này đặt hàng nhanh 806 cộng xin hỏi. 806 cộng xin hỏi em chuyển hàng chuyển size. 806 cộng xin hỏi em chuyển hàng chuyển size. 299.000 đồng. 299.000 đồng. 756 không có túi nha chị. Mẫu nên cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chị nào lấy cái đầm này đặt hàng sớm giúp em nào. Mã hàng cộng xin hỏi cho em gì nha cả nhà ơi. Rồi chia sẻ livestream giúp em luôn trên tường và vào nhóm nha. Rồi em lên cho mình một mẫu đầm ren đi. Đợi em một chút xíu nha. Đây em có mẫu này. Đây là DA789. Màu đen ha, phổ với kim sa cho mình rất là đẹp luôn. Đây là 789, mẫu này các chị mặc đi tiệm đi đâu cũng đẹp nè. 789 tập em đang mặc trên người, em đang có cho mình là đủ size ML, XL và 2X. Giá gốc em bán cái đầm này 399k và trong line này em sale 279.000 đồng nha. 279.000 đồng đầm em đang mặc trên người luôn. Chị Thanh Thủy 780 ok chốt cho chị nhé. 727 ủa. Chị Lệ Huyền ơi, 727 nãy giờ em không có lên, không biết là mình có bị nhầm mã không. Mẫu 780 đẹp phải chị, cảm ơn chị Anh Tiết. Rồi bây giờ em đang mặc trên người đây. Với mã sản phẩm là DA789 nha. Đứng lên cho mình xem thử nè. Chị nào lấy cái đầm này đặt hàng sớm giùm em nha các chị ha. Rất là đẹp luôn. Màu đen này là mặc rất là sang, rất là dễ mặc cho mình. Rồi em đang mặc trên người 789 chốt luôn 279.000 đồng ha. 279.000 đồng. Chị nào lấy cái đầm này đặt hàng sử dụng em chuyển hàng chuyển size nhanh tay nha. Rồi ok chị Lộc Ba có gì bên em sẽ kiểm tra cho mình nha. Hello chị Thanh Thủy. Rồi chị gần 60 tuổi. Cô Cúc Trần ở bên con đa số là tầm của cô là bên con có rất là nhiều. Ví dụ như mẫu này cô cũng mặc được ha cô ha. Và nãy giờ có rất là nhiều mẫu đồng mình có thể mặc được luôn. Nhưng mà tùy vào sở thích của mình ưng mẫu nào thì mình đặt hàng thôi ạ. Đó thì nãy giờ có rất là nhiều mẫu đồng, tí nữa có còn lên nữa nha thì mình cứ lựa chọn ha. Chị hợp like chúc cho chị là 780 nha. Đầm em đang mặc trên người thì chị nào lấy thì đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng chuyển size. Mẫu em đang mặc trên người đây với mã số sản phẩm là DA789 chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Là giá chỉ còn có là 279.000 đồng các chị yêu nhé. Ở tuần, một tuần này chị Nhuận Xuân ơi, mình gửi vô điện khoái sắp em là gửi nhanh hay gửi chậm vậy chị ơi? Tại vì tùy mình gửi nữa, mình gửi chậm hay gửi nhanh. Nếu mà mình gửi chậm quá thì nhiều khi là hàng chưa có về tới shop. Bây giờ mình trang số điện thoại đi bên em kiểm tra cho mình nha. Chị Đỗ Chuyên là 780 chốt cho chị nha. Đầm em đang mặc trên người đây là DA789 nha. 789 sale 279k. Quay đằng sau cho mình xem thử nè. Phía sau của nó đây các chị yêu nha. Chị nào lấy cái đầm này là hàng sớm giùm em nào. Mã số sản phẩm cậu xin hỏi em chịu hàng chịu size. Nhanh tay là hàng sớm giùm em nha. Các chị ơi, những chị nào mà mình có những cái câu hỏi gì đó mà liên quan về đơn hàng gì đó thì mình vui lòng mình nhắn comment tin nhắn giúp em nha. Tại vì thật ra là ở trên livestream này luôn là em đang live thì em không có thể nào kiểm tra, với là em là không có kiểm tra được trên cái hệ thống cho từng đơn của các chị mình được. Cái này là thuộc về bộ phận tư vấn viên nên là các chị thông cảm dùng em là mình vui lòng mình nhắn comment tin nhắn, mấy bạn sẽ kiểm tra cho mình. Và nếu mà mình muốn trả lời nhanh thì mình cho em xem cái số điện thoại, mấy bạn sẽ trả lời nhanh cho mình nhé. Rồi đầm em đang mặc trên người thì mẫu đầm này em sale luôn cho mình nhé. Chị Lệ Huyền ơi, tại vì cái 727 của em á là cái mẫu đầm đó là một cái đầm ruy cá hoa nhí mà em hết hàng rồi, em hết hàng mấy bữa nay rồi chị ơi, không có còn nữa chị Lệ Huyền ơi.
Rồi đầm N mà trên người đây là 789 CO 279K. Có chị nào lấy nhanh tay ren ánh kim thì khi các chị mình mặc lên người nó rất là thoải mái và cái mặt trong của nó rất là mịn cho mình nha. Chị nào lấy cái đầm này là hàng sớm giùm em nào. 800 cộng với điện thoại cho em ạ. 100 à, một màu duy nhất không có màu thứ hai nha. Một màu duy nhất không có màu thứ hai đang sale là 249K rồi đẹp ạ. Lên like các chị thấy đẹp không? Lên like đẹp 1, ở ngoài đẹp 10 luôn các chị, cực kỳ sang luôn. Phan xè cho mình là phan su chữ A. Phan su chữ A từ 40 cho tới 65kg mặt vừa nha. Chị Huỳnh ơi, chị Huỳnh ơi, cái đầm 70kg thì em đã giới thiệu rồi nha. Em có nói với các chị mình là sao em chỉ có đúng một mẫu đầm 70kg thôi. Đây, đúng một cái đầm này là size 70kg cho mình thôi. Mã số là 756, em có mặc qua rồi. Nếu mà chị lấy thì thông tin giúp em là 756 chị Huỳnh nha. Có gì bên em sẽ liên hệ tư vấn cho mình sau hai chị Đàm Thị Huỳnh. Rồi mã số này là 756, size 70kg chị mặc được một mình nó thôi. Còn tất cả những mẫu khác chỉ có cỡ tầm 65, 66, 67 đổ lại thôi. Đó, 756 mẫu điện thoại cho em 299K nha, có được sao cho mình. Rồi chị Nguyễn Nhân ơi, chị để lại cho em số điện thoại bên em hỗ trợ đổi hàng cho mình chị nha. À nhưng mà chắc là phải đổi sang mẫu khác rồi. Chứ 743 thì em hết hàng rồi. 743 bây giờ hết hàng thì đổi sang mẫu khác giúp em ha. Hôm nay số điện thoại bên em hỗ trợ hướng dẫn cho mình cách thức đổi hàng như thế nào ha. Rồi tiếp tục đầm này là mã số DA800. Ai chưa có mẫu đầm con suông hoa này cực kỳ sang cái chị ơi, con suông cho mình phía dưới là chữ A nè. Quá đẹp luôn, chất thun mỹ có to giãn lên cái dạp. 800 chỉ có một màu duy nhất thôi. 800 cộng số điện thoại em xe trong vòng 3 phút là ngưng nha. Đầm này chỉ xe trong vòng 3 phút, shop em đang bán là 349. Lúc đăng ký có sai vừa và bên em nhận giao hàng toàn quốc luôn, ship hàng toàn quốc cho mình, ở đâu cũng ship tới hết. Mua một đầm cũng đã ship cho mình rồi. Thành phố Hồ Chí Minh ship chỉ có 10.000 đồng thôi và ship tỉnh là 30.000 đồng với chị nha. Nếu các chị gộp đơn cho em 600 thì mình sẽ được làm miễn phí ship nữa ha. Ủa chị Phương Phương, em đâu có đầm nào mà 120k đâu chị. Em đâu có đầm nào 120k đâu chị Phương Phương ơi. Em có đầm 139k là thấp nhất nè. 139k, đầm 99k hồi xưa đây có lên nhưng mà hết sạch rồi. Bây giờ thì có đầm 139k nè, 159 nè, 190k chứ không có đầm nào 120 hết. Stock em không có cái nào giá 120 hết chị nha. Rồi đây là mã số DA800. Ai lấy comment giúp em 800 với số điện thoại. Chuẩn bị em lên cho mình một mẫu đầm trị giá 139 đồng, chút xíu lên liền ha. Đầm mới đang mặc đây, còn chị nào chưa có không? Đầm cái này là bị vuông cho mình, rất là lạ mắt luôn, đầm mới về cho mình luôn. Mã số sản phẩm là DA796 nha các chị nha. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 796. Hiện tại em đang có cho mình đủ hàng đủ size trong tầm từ 40 cho tới 65kg làm có size vừa. Bi vuông cho mình mặc lên cực kỳ đẹp nha các chị. Em đến gần cho mình xem đây nè các chị, đó cái bi này nó vuông như thế này nha các chị nha. Em chỉ có một màu duy nhất và không có màu thứ hai. Mã số sản phẩm là 796 nha các chị nha. Đặt hàng trong live em ưu tiên trừ hàng trừ size. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 796. Rồi chất liệu này là chất liệu vải xốc Thái, mềm mại nhẹ nhàng mặc lên cực kỳ mát. Tại gì? Rồi mẫu đầm này là chất liệu vải châu tôn cho mình nha các chị nha. Là chất gì? Nghe sao cứng cáp dữ vậy? Các chị ơi, chất liệu vải châu tôn nha. Khi mà em nghe tôi đang cũng cảm thấy nó rất là cứng cáp và mạnh bạo. Nhưng mà các chị ơi, mẫu đầm này mềm mại nhẹ nhàng nha chị nha. Mềm mại nhẹ nhàng, mã số sản phẩm là 796. Và ngày hôm nay em sale cho mình có giá tiền là 279 ngàn đồng. 279 ngàn đồng, mã số sản phẩm là 796. Các chị mình đồng ý thì lại comment cho em là 796 với số điện thoại đặt hàng cho em nhé. 796 với số điện thoại đặt hàng cho em. Trong tầm khoảng từ 40 cho tới 65 kg hiện tại em đang có thay vừa. Chất là vải châu con nha các chị nha. Nghe nói vậy thôi. Nghe nói là chất là vải châu, nhiều người ta nghe nói là ở trong con chất cứng nhiều lắm, không có nha các chị nha. Mềm mại nhẹ nhàng mặt mát cho mình. Rồi chất liệu vải là châu tôn mềm mại nhẹ nhàng mặt mát cho mình, tầm từ 40 cho tới 65kg em có sợi vừa. Nên vải là bi vuông cho mình nè các chị đây. Nên vải bi vuông cho mình mặc lên cực kỳ dễ thương luôn nha các chị nha. Rồi mẫu đầm này là mẫu mới về cho em và em sale luôn cho mình là 279 ngàn đồng. Các chị mình đăng ý để lại comment cho em 796 với số điện thoại đặt hàng cho em. Ở bên trong có kèm lót lót như thế này nha các chị nha, thấy cái cổ đắp chéo. Nhưng ở bên trong có kèm lót cho mình như thế này mặc lên cực kỳ đẹp. Cái này á không như những đầu hàng trước thì cổ đắp chéo mình về mình phải đính.
Còn bây giờ là các chị mình thích đính thì đính, không thích đính thì để vậy cũng được, tại vì bên trong có kèm lót cho mình. Vô chưa thấy chị nào chưa? 12 chị thôi. Ôi mới nhắc chị chỗ nào mình đi yên tâm. Hello chị chỗ nào mình đi nha. Chào mừng các chị đến với livestream tối hôm nay của mình. Toàn là siêu phẩm đây các chị nha. Toàn là thực phẩm luôn á. Một chút xíu lên cho các chị xem. Su có nè, xè có nè. Đây các chị xem cái mẫu này tay xinh lắm. Mẫu này về một cái là ai cũng khen thấy mấy chị ơi. Cái tay rất là xinh nè, các chị thấy không? Đó, một chút xíu còn cho mình nữa. Riêng cái mẫu đầm mà tay đang thế này ha. Em có tới 4 mẫu lận, à 4 màu lận. Đúng rồi chị, chỗ nào mình đi mẫu mới nè, đẹp không? Xe vào cho các chị xem ha. Đó, đẹp chưa? Mỗi lần này mỗi về của bên em với chất liệu là vải phon các chị nha. Và hôm nay sale cho các chị mình với mức giá cực kỳ rẻ luôn. Hôm nay nói chung là đầm mới về thì giá rẻ lắm các chị đừng lo ha. Giá lúc nào cũng rẻ hết, chỉ bán phân nữa so với giá thị trường thôi. Ví dụ như người ta bán 5-700 đúng không? Em bán cho mình chỉ có cỡ tầm là 300 cho mình đổ lại nha các chị. Nói chung tất cả các sản phẩm trong line này là hoàn toàn dưới 300 hết. Không cần phải lo về giá khi mua đầm bên shop của em. Đẹp em cảm ơn chị cho đầm mình đi nha. Đẹp đúng không? Em cũng thấy đẹp. Đây là em 25 tuổi các chị nha, là đã muốn mua về mặt rồi. Thì ủng hộ cho các chị mà đang trung niên trên 30 tuổi là vô tư ai cũng mặc được hết. Đầm shop em thì toàn là hoa thôi các chị thấy không? Một là hoa, hai là trơn như vậy cho nên là ai cũng phù hợp. Không có sợ kén da kén tuổi nha. Mẫu đầu tiên em đang mặc đây là màu xanh này, xanh rêu ha. Xanh rêu trên lá đậm đó các chị. Em còn cho mình tới 3 màu nữa. Đây là mã số DA802 các chị nha. Đầm em đang mặc đây là 802 nha. Ngày hôm nay đặc biệt giảm giá trong livestream này. Đầm rẻ hơn cũng có nhưng mà tại vì nó đẹp quá nên tranh thủ mặc đầu live ha. 299k mẫu đầm em đang mặc đây. Phân khúc giá nào cũng có, kiểu gì cũng có, màu sắc nào cũng có. Các chị thích gì để lại comment em mặc cho các chị xem. Rồi 299k một đầm các chị nha. Mã số là 802. Em đang mặc đây là 802, chất liệu là von, đặc biệt cho các chị hai túi hai bên nè. Đó. Đợt trước em về đầm thì các chị yêu cầu là may có túi nha, đợt này về cho mình hình như là phân nửa luôn. Không, một phân nửa là sẽ có hai túi hai bên cho mình tha hồ lựa chọn luôn. Em cảm ơn chị Di Nguyễn, mỗi là đẹp ít ngay là đẹp đây, mới tranh thủ mặc đầu like á. Đẹp đây mới dành để mặc đầu like, cái thầy xem cái phần tay là xinh lắm. Nó là đen chéo cho mình cái phần tay nên mình thắt một cái nơ ở đây ha. 299k dưới 65kg có tay vừa cho mình cái chị nha. 299k kiều với cái này mặc cái kiều xinh này kiều. 299k dưới 65kg có tay vừa cho các bạn xinh vừa đây là mã số DA798. Đầm mê đang mặc đây là mã số 798 ngày hôm nay đặc biệt tê cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 279.000 đồng thôi ạ. 279k với 65kg có tay vừa cho mình, chất vải lụa cho mình nè. Mẫu mới về của em ưng ưng với chị. Vải lụa nha, có đủ 4 size, size M, size L, XL và 2X. 40 cho tới 65kg có size vừa cho mình ha. Từ 40 cho tới 65kg em có size vừa. Mã số là 798 tổng xuyên hại cho em ạ. 798 đầm này với chất liệu là vải lụa nền đen có hoa nè. Các chị ơi có bướm nha nè. Bướm. Thầm kiểu cái là bướm. Rồi, em đang mặc đây là vừa có hoa vừa có bướm nha các chị mình nữa ha. Mã số là 798 tổng xuyên hại cho em. Có tư vấn viên bên em liên hệ tư vấn cho các chị mình sau nha. 279k một đầm, mã số 798 cộng xuyên ngoài cho em ạ. 279k dưới 65kg có size vừa cho mình ha. Dưới 65kg có size vừa, ai lấy cứ đặt hàng giúp em. Mã số cộng xuyên ngoài 798 cộng xuyên ngoài. Đầm này là chất vải lụa nha. Shop em đang bán giá bình thường là 349k, nhưng mà trên live giảm xuống còn có 279 nặng trong vòng 3 phút thôi các chị. Đầm này sale trong vòng 3 phút là ngưng ha. Mẫu đầm em đang mặc đây chỉ xem trong vòng 3 phút là ngừng. Rồi chuẩn bị ngưng xem mẫu đầm này, em thay cho mình xem một cái đầm khác nữa nha. Ai lấy comment sớm giúp em 798 cộng số điện thoại. Có tư vấn viên bên em liên hệ tư vấn cho mình sau ha. Giờ này các chị không cần phải sợ là không biết là bao nhiêu ký mặc sai gì vừa bên shop em. Tại vì bây giờ em không có thời gian tư vấn cho từng chị mình. Sẽ có bộ phận tư vấn viên bên em sẽ tư vấn riêng các chị mình yên tâm đặt hàng ha. Thích cái nào cứ comment đặt hàng trên 798 cộng số điện thoại. Em đang sale với giá chỉ có là 279.000 đồng thôi. Lên đơn cho chị Thùy Giang. Chị Thùy Giang mã số là 798 nè. 279k còn gì nào nữa không? Vải này là vải lụa các chị nha. Vải lụa cho mình phong dáng xòe vừa tới bắp chân. Em cao mét 6 là mặc vừa tới bắp chân nè. Cực kỳ sang luôn, vải này mặc rất là mềm, rất là mát nha. 279.000 đồng. Rồi chuẩn bị ngưng sale nha. Một phút nữa là ngưng sale thay sang một mẫu đầm khác. Một phút nữa là ngưng sale chuyển sang mẫu đầm khác cho mình ha. 279.000 đồng với 65.
mẫu đầm ôm body đuôi cá hiện tại cũng đang sale giá rẻ tại shop của em. Là một cái đầm ôm body đuôi cá đang sale với mức giá cực kỳ hấp luôn. Ai chia sẻ like này rồi ạ? Chị đã chia sẻ cho em 3 lần rồi thì mình có thể là comment cho em biết. Ví dụ như là đen xế hoặc là xế giờ gì đó để các bạn tư vấn chút đơn cho mình ha. Rồi chuyển sang một cái đầm body đuôi cá nha. Em đang mặc đây là 798, chị nào lấy thì comment 279k. Cái chị mình lưu ý là em còn đứng đây thì cái chị mình hỏi nha, mình thích gì mình cứ hỏi nha, chứ em qua mẫu rồi cái chị hỏi á, em sẽ tránh cái trường hợp là cầm mẫu cũ giới thiệu lại, tại vì sợ cái chị nhầm mã giữa cái đầm đang mặc và cái đầm đang giới thiệu. Cho nên cái chị mình lưu ý giúp em, mặc đầm nào giới thiệu đầm đó. Em mặc đây là 798, chất vải lụa có được 4 size ha, dưới 65kg có size vừa cho mình, 279k, chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi bây giờ thay cho các chị xem một cái đầm khác rồi các chị nha. Đầm em đang mặc đây là mã số 799 ạ, mẫu này mẫu mới về của bên em nè. 799 các chị nha, 799 ngày hôm nay sale cho mình 279k. Em đang mặc đây là 799 các chị nha, 279k mẫu mới về của bên em, chất liệu vải là chất von, có cho mình là 4 size. Có cho các chị mình là 4 size, dưới 65kg mặc vừa ha. Rồi mỗi size cũng có tầm 30 cá thôi. Đợt này và số lượng ít của các chị, đợt này về 20 mấy gần 30 mẫu. Nhưng mà số lượng ít nha, nên là các chị mình lưu ý chắc là có tầm chưa tới tuần nữa là hết hàng đó. Trên tủ đặt sớm cho em luôn, 799 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Trinh Duyên ơi, cho em xin số điện thoại nha, để bên em chúc đơn cho mình nè. Rồi mẫu này là 799, chất liệu là von. Các chị xem hoa nè, ưng không? Đó, hoa văn nó sọc sọc cho mình, nó phối hợp với những cái đen, một khoảng đen như vậy ha. Các chị mặc lên nó giúp mình trông thon gọn hơn ha. Rồi 279k dưới 65kg mặc vừa. Đầm này cũng xem ở tầm 3 phút là ngừng. Em đang mặc trên người đây là mã số 799, xem ở tầm 3 phút là ngừng các chị nha. Mẫu mới về đây nha các chị ơi, mẫu mới về nè, đẹp xuất sắc luôn. Mẫu này được đợt hàng này về cái nào được ưng ý hết, giá cũng rẻ nữa, 279.000 đồng, dưới 65kg có size vừa cho mình đây ạ. 799 cộng số điện thoại cho em ha. 799 cộng số điện thoại, chất liệu là con, mềm, mát, hai lớp không sợ mỏng đâu các chị yên tâm. 279k dưới 65kg có size vừa cho mình, dưới 65kg có size vừa cho mình, ai lấy comment giúp em. 799 cộng số điện thoại, đầm này sale trong vòng 3 phút, tức là chỉ còn 2 phút nữa thôi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, em hay sale một cái khác cho mình nữa rồi. Các chị tranh thủ nha, một mẫu đầm chỉ sale cỡ tầm 3 phút là ngưng sale. Cho nên là ai mình đặt chậm quá, qua cái thời gian em sale rồi là ngưng không còn được chút đơn nữa. Lúc đó các chị mình đặt hàng mua giá bình thường. Đầm này shop em đang bán là 349k, trên line giảm xuống cho mình còn 279k một đầm thôi, từ 349 giảm xuống còn 279k. Chất liệu là von, 799 cộng số điện thoại. Em đã ghi cái đặt hàng ở phía dưới rồi các chị thấy không ạ? Em có ghi ở phía dưới cái màn hình mình đang xem á, là đặt hàng, mã hàng cộng số điện thoại đó. Lấy cái nào cứ comment mã số, em mặc đồng nào cũng đều đọc mã số lên, cũng như là cái giá tiền số ký số size thì các chị lắng nghe em giới thiệu và đặt hàng ha. 299k, 279k, 279k thôi ạ. 799 cộng số điện thoại. Dạ em nghe chị Như Bé ơi, mình là cứ comment, đọc được comment của mình chị nhá. Em đang mặc là 279k nè, chuẩn bị ngưng sale ha. Một phút nữa ngưng sale, chuyển sang một mẫu đầm khác nha các chị ạ. Một phút nữa ngưng sale. Gần em mặc sale một cái đầm khác cho mình ha. Ai lấy đầm này comment giúp em mã số cộng số điện thoại. Có tư vấn thì bên em liên hệ tư vấn cho các chị mình sau nha. Đặt sớm đem chị hàng từ xa cho mình. 279k, 799 cộng số điện thoại cho em. Đang đang mặc đây là 80. Đang đang mặc đây là 808 các chị nha, 60kg mặc vừa. 65kg mặc vừa luôn, đủ size cho mình hết, các chị cứ đặt hàng cho em ha. Đây. Là một cái đầm phong xương, mã số là 808. Đầm này là chất cắt nhập các chị nha, mẫu mới về nè. Trời ơi lên hình xinh quá các chị ơi. Cái đầm này ở ngoài nhìn đã xinh rồi, lên hình cũng xinh hơn nữa. Cái phần tay nó có mối ren nè. 808 chất cắt nhập. À, để đâu? Cái hàng gì này đi ra cái mặt rất là dày xạo. Em đang mặc đây là mã số 808 cái chị nha. Đầm này đang mặc đây là 808 không thương nghĩ cái chị. Trời ơi mẫu này chắc chắn cái chị sẽ cháy hàng. Tại vì bữa giờ ấy, cái chị mình hỏi phong xương rất là nhiều và không có hàng cho mình luôn. Đây là mẫu mới về cái chị nha, phong xương cho mình nè. 808 nè, hơn ngay xe cho cái chị mình luôn. Đứa nào mới đề xuất là chị đâm đây. Hả? Cái nó là gì? Em đang mặc đây là mã số 808 cái chị nha. Đầm em đang mặc đây là 808 phong xương này cái chị. Phong xương chữ A phía dưới xinh lắm cái chị. Không quá khỏe nha, đây là xương chữ A thôi, rất là dễ thương.
bị ngưng sale hay sao một cái khác, một phút nữa là ngưng sale rồi cái chợ. Mỗi ngày bình thường em bán tại shop hàng mới về giá dao động là 399k tại shop em. Ở ngoài còn đẹp hơn nữa, trên like các chị xem đúng không? Ở ngoài còn đẹp hơn gấp 10 lần luôn. 08 cộng số điện thoại trên. Cái phần tay của nó là có phối ren nha các chị. Hai bên tay là có phối ren cho mình nè, dễ thương lắm các chị nha. Ren lưới hai lớp xinh lắm. 08 cộng số điện thoại một màu duy nhất thôi. Em cao 1m6 thì mặc là vừa ngang gối luôn. Em cao 1m6 mặc vừa ngang gối nha, tùy chiều cao các chị mình sẽ mặc được ha. Phong tu chữ A cho mình. Rồi 30 giây nữa là ngưng sale hay sale mẫu khác ạ. À? Hôm nay sale cho các chị mình mẫu này với mức giá chỉ có là đâu rồi 805 279.000 đồng cho các chị mình thôi. 805 279k, hai túi là các chị chờ đã thật. Về là đồng là hai túi là thấy mê rồi các chị nha, có hai túi hai bên cho mình đây. 805 với số điện thoại cho em mẫu mới về nha. Mẫu mới về cho các chị mình nè. 279k dưới 65kg có tay người cho mình đây, chứ phải là chất chéo thái các chị nha. 279k 805 với số điện thoại cho em. Mặc vừa chị Mỹ Tiên ơi, 65kg mặc được, chị cứ comment cho em cái số điện thoại của mình ha. Chút xíu bên em sẽ liên hệ tư vấn sau. Tùy em của mình nữa, nhưng mà trước mắt thì mình có thể mặc được đó, chị cứ đặt hàng cho em đi. Tại vì size 65 là size lớn nhất bên em rồi. Rồi, đầm này là chiếc chéo thái, nền xanh có hoa, xin không các chị hơi bị dễ thương luôn. 279k một đầm, chút phải chéo thái cho mình có đủ size 40-65kg. 805 cộng số điện thoại cho em. 279k, số lượng có hạn nhưng cái chơi mẫu này sao về ít quá ta. Mẫu này mình thấy về ít quá, mẫu sao có 20 cái, các chị đặt sớm giúp em nha. 279k thôi, dưới 65kg có size vừa, chút phải chéo thái, phong dề dài cho bắp chân và có hai túi hai bên, hơi bị xinh luôn. Ai lấy comment giúp em 805 với số điện thoại 279k một đồng dưới 65kg có tay vừa cho mình. Nhanh tay đo hàng chậm tay là hết các chị nha. 279k 805 cộng số điện thoại cho em. Cái tay này dễ thương các chị. Cái này không có đính liền ở phía dưới nha, nó may rồi. Cái tay này cách điệu nha, may rồi phía ngoài thì thế không? Đó, nó may rồi nhưng mà rất là dễ thương các chị nha. Hai hoa nó khác nhau, cái màu nó giống kiểu thôi, nó chỉ có giống kiểu thôi các chị nha, nó có túi và giống kiểu form dáng cho mình thôi, chứ hai cái màu nó khác nhau ha, màu khác nè và hoa cũng khác luôn ha. Rồi đây các chị ơi, em là có DA 811 có túi nha, 811 nè, 299.000 đồng đặt liền xe liền nè, 299.000 đồng cho mình, đặt liền xe liền trên live với giá 299k. Chị nào chưa có comment cho em là DA 811 cộng sĩ ngoại là được nhá. 299.000 đồng một đồng cho mình. Mã đầm em đang mặc trên người là DA 811, 811 299k, 811 cộng sĩ ngoại 299.000 đồng cho mình. Rồi đây có đến hai màu cho mình nha. Đây là em cầm là 812, em mặc là 811. Rồi đặt hàng đầm nào comment mã số đầm đó cộng sĩ ngoại là được nhá. Mã sản phẩm cộng sĩ ngoại, đồng giá bán trên livestream là 299.000 đồng. Chị nào chưa có comment trên là mã số cộng sĩ ngoại đặt hàng nhá. Rồi đầm 99.000 đồng hả chị? Đầm 99.000 đồng có gì xíu em lên sau nha. Bây giờ thì nãy giờ em có lên rồi, nãy em lên 99k rồi ha. Rồi đây các chị ơi, em mặc là DA 811, 811 các chị ơi mình đặt liền nha. Khi nào mà lượt chia sẻ lên 300, lên đạt 300 lượt chia sẻ thì em mới lên 99k tiếp cho mình được nha. 811 chị Huỳnh Phương em chốt đơn giá 299.000 đồng chị nhá. Rồi 299.000 đồng, 811 cộng sĩ ngoại đẹp hàng, 299.000 đồng một đồng cho mình. Chất vải đẹp, form đầm sang trọng, để lại mã số 811 cộng sĩ ngoại em chốt đơn nha. 299k một đồng, trong vòng sơ ký từ 40 cho tới 65kg là em có hàng nhá. Chị nào chưa có comment cho em là 811 cộng sĩ ngoại em chưa sai chưa hàng, 299.000 đồng. 811 cộng sĩ ngoại em chưa sai chưa hàng, 299.000 đồng. 811 cộng sĩ ngoại đẹp hàng, chị Dung Phan lên đơn 812 chị Dung Phan nhá. Đây 812 là cái này nha, 812 là cái đầm hoa nhí này. Còn em là trên người là đầm 811 các chị nha, có hai màu cho mình, hai màu sắc khác nhau, hai họa tiết khác nhau luôn ạ. Và đồng giá bán sẽ là 299k, đặt hàng liền sale liền trên live nhá. Mã đầm em mặc DA 811, em cầm là 812, rồi đồng giá bán là 299.000 đồng. Chị nào chưa có comment cho em là mã sản phẩm cộng sĩ ngoại liền nào. 811 chị tele lên cho chị nhá, giá 299.000 đồng cho chị luôn nào. 299k 811 cộng sĩ ngoại cho em, từ 40 cho tới 65kg là em có hàng nhá. Và nếu như chị nào chưa có thì ngay bây giờ comment cho em là 811 cộng sĩ ngoại để đặt hàng 299.000 đồng. 811 cộng sĩ ngoại để đặt hàng 299.000 đồng. 811 cộng sĩ ngoại để đặt hàng 299.000 đồng một đầm cho mình, từ 40 cho tới 65kg là em có hàng. Chị nào chưa có comment cho em
là 811 cộng sinh hoạt em xem nhé. 299k một đầm cho mình, từ 40 đến 65kg là có hàng nha. Rồi ok, mình đợi em một xíu nha, xíu em sẽ lên đầm 199 cho mình sau. Rồi đây các chị ơi, em mà có đi là 811 thì là đặt hàng nhanh chóng liền em xem nè. Giá bán sẽ là 299k, từ 40 cho tới 65kg là em có hàng. Đặt hàng comment cho em là 811 cộng sinh hoạt em chưa sai chưa hàng nhé. 299.000 đồng cho mình, 811 cộng sinh hoạt để đặt hàng 299.000 đồng. Sắp em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ gửi địa chỉ vào phần tin nhắn. Tại vì địa chỉ nó hơi dài, em đọc sẵn các chị mình luôn ha. Rồi 811 cho em nè, bây giờ em chuẩn bị thay vào cái khác. 299k một đồng, 811 cộng sinh hoạt để đặt hàng 299.000 đồng, 811 cộng sinh hoạt để đặt hàng 299.000 đồng một đồng. Chia sẻ like chúc giá xe cho mình, từ 40 đến 65 kg là có hàng. Đặt hàng comment 811 cộng sinh hoạt cho em 299.000 đồng một đồng nhé. 811 cộng sinh hoạt để đặt hàng 299k một đồng, 811 cộng sinh hoạt để đặt hàng 299.000 đồng. Chị nào chưa có comment 811 cộng sinh hoạt cho em nào, 811 gửi cho chị một cái thì Hà cũng để lại sinh hoạt cho em nào. Rồi còn chị nào nữa không đặt liền nhé, 811 cộng sinh hoạt và chia sẻ 299.000 đồng, 811 cộng sinh hoạt và chia sẻ like của em 299.000 đồng. Trong vòng xuất ký từ 40 đến 65kg là em có hàng. Chị nào chưa có comment cho em là TA 811 cộng sinh hoạt em xem nhé. Chỉ còn 299.000 đồng cho mình một đầm thôi. Chỉ còn 299.000 đồng một đầm cho mình thôi. Đặt hàng comment cho em là 811 em chốt đơn nè. 299k em thay qua cái khác nha. 299.000 đồng rồi đặt liền cho em, bây giờ em chuẩn bị qua mẫu nè. Chị nào không đặt là tiếc, em bước qua là không xem nữa nhé. 299.000 đồng bây giờ không đặt là tiếc nè. Mà được, em mặc DA 811. Chị nào đặt hàng comment 811 cộng sinh hoạt cho em. Rồi một màu duy nhất xe giá 299.000. Tiếp tục em đang mặc chiếc ơi mã số sản phẩm là 801. Và ngày hôm nay em sẽ lưu cho mình với giá tiền là 299.000 đồng nha các chị nha. Chất liệu bởi chiếc phong, em gói cho mình màu xanh đen rất là đẹp các chị. Em đang mặc chiếc ơi mã số sản phẩm là DA 801 nha các chị nha. Em sẽ lưu cho mình với giá tiền là 279.000 đồng. Ồ, 299.000 đồng, 299.000 đồng. Và trong tầm khoảng từ 40 cho tới 65kg nó sẽ vừa. Mẫu đầm này là mặc lên rất là dễ thương nè các chị đó. Tông màu rất là dễ thương như mình luôn, màu xanh đen như mình. Em đang mặc chiếc ơi mã số sản phẩm là 801. Hiện tại em đang có cho mình đủ hàng đủ size trong tầm từ 40 cho tới 65kg có thể vừa. Và ngày hôm nay 801 em sẽ lưu cho mình với giá tiền là 299.000 đồng nha các chị nha. Rất là đẹp cho mình luôn. Mẫu co giãn nha chị, mẫu co giãn hôm nay em mặc qua rồi, tầm khoảng 10 phút nữa em sẽ mặc lại cho mình nha. Em vừa mới mặc qua mẫu co giãn thì tầm 10 phút nữa em mới mặc lại được cho mình. Em đang mặc chiếc ơi mã số sản phẩm là DA 801. Mình còn 10 phút. Đăng em để lại comment cho em 801 với số điện thoại để đặt hàng cho em. Xem luôn là 299.000 đồng, rất là dễ thương này các chị. Chất quả chiếc phong cao cấp này các chị ơi, có kèm hai túi hai bên cho mình luôn. Giá tiền sale ngày hôm nay là 299.000 đồng nha các chị nha. Chất quả chiếc phong cao cấp cho mình, mặc lên mềm mại nhẹ nhàng, mặc siêu mát cho mình. Mã số sản phẩm là 801 nha các chị nha. Rồi đây là ở vào cổ tay len cho mình, có nguyên một hàng dây này các chị đó, dây đen thì mình mặc cực đẹp luôn. Đăng em để lại comment cho em là 801 với số điện thoại đặt hàng cho em nha. Tông màu xanh đen mặc lên cực kỳ sang chảnh như mình. Mã số sản phẩm em đang mặc trên người là 801. Đăng hàng để lại comment cho em 801 kèm với số điện thoại đặt hàng cho em nha. Và trong tầm khoảng từ là 40 cho đến 65kg em có size vừa. Mấy nhà chị nào trong tầm từ 40 cho đến 65kg thì mình để lại comment cho em ngay cho em 801 với số điện thoại cho em nha. 299.000 đồng là giá tiền em xem trong live này nè các chị. Rồi đăng hàng để lại comment cho em 801 với số điện thoại đặt hàng. Có kèm hai túi hai bên cho mình luôn nè các chị đó. Mặc lên rất là xinh luôn, vừa có túi vừa tiện lợi cho mình. Vừa đẹp vừa có túi siêu tiện lợi cho mình. Mã số sản phẩm là 801. Đăng hàng để lại comment cho em 801 với số điện thoại đặt hàng. Chất liệu vải chiếc phong mềm mại nhẹ nhàng, mặc lên siêu mát. Rồi tranh thủ đặt hàng trong live ưu tiên chưa hàng chưa sai cho mình nha các chị nha. Em đang mặc chiếc ơi mã số sản phẩm là 801. Các chị mà đăng ý để lại comment cho em 801 kèm với số điện thoại để đặt hàng cho em. 801 kèm với số điện thoại để đặt hàng cho em. Em sẽ lưu cho mình với giá tiền là 299.000 đồng các chị ơi, rất là rẻ cho mình. Rất là rẻ cho một mẫu đầm hàng chuẩn xót luôn. Đặt hàng cho mai em ưu tiên chưa hàng chưa sai cho mình. Mã số sản phẩm em đang mặc chiếc ơi 801 đặt hàng ngay cho em. 801 với số điện thoại để đặt hàng. 801 với số điện thoại để đặt hàng cho em nha. Là 299.000 đồng. Chỉ xe trong live không áp dụng xe ngoài live. Có tông màu xanh đen như mình này các chị. Đó, mặc lên rất là đẹp luôn.
Chiếc này là chiếc phông mềm mại nhẹ nhàng mặc lên cực mát. Chị nào chưa có đặt hàng ngay cho em 801 kèm với số điện thoại để đặt hàng cho em nhé. 801 kèm với số điện thoại để đặt hàng cho em. Từ 40 cho tới 65kg là có size vừa. Bây giờ chị nào trong tầm từ 40 cho đến 65kg thì mình cứ để lại comment cho em 801 với số điện thoại để đặt hàng. 801 với số điện thoại để đặt hàng cho em. Chỉ có 299.000 đồng trong live, không áp dụng xe ngoài live. 70kg chị, 70kg là con vừa rồi chị nhá. Rồi em sẽ lên một cái mẫu đầm hoa nhí cho mình là cái mẫu này bên ngoài đẹp hơn trong hình nhiều lắm các chị. Vì trong hình tại vì nó nhỏ quá ha. Thì trong hình nó không có được đẹp cho nó không có được nét lắm. Rồi đây các chị ơi, em mặc ở đây là 812 nha. 812 nè. Chị nào chưa có thì nhanh chóng comment cho em là 812 cộng điện thoại. Bán hàng mà không nói là sao bán chị ơi. Mình bóc vô gì giúp em cái nha. Rồi các chị ơi, em mặc ở đây là 812 nha. Chị Lan Nguyễn ơi, mồm không có xem like ra ngoài giúp em nha chị nhá. Rồi 65kg mặc vừa chị Bùi Huyền ơi. Rồi đây các chị ơi, em mặc trên người là 812 nha. Thì còn mà em không muốn nói nặng lời với các chị đâu, nhưng mà các chị cứ khiến em phải khó chịu không ạ. Rồi đây có nhiều chị kỳ lắm luôn. Em đang bán hàng mà mình vô mình nói, em nói nhiều quá làm em cũng nói làm sao em bán đó chị. Rồi đây các chị ơi, rồi bây giờ em bán cho mình mẫu đầm này nha. Em sẽ giới thiệu cho mình một cái đầm mới này. Mã đầm là DA 812. 812 em mặc trên người nha. Một thiết kế hiện tại thì em đã có cho các chị là đầy đủ size. Trong vòng dự kiến từ 40 đến 65kg là em sẽ có hàng nha các chị nhá. Mã đầm em mặc là DA 812. 812 nè. Rồi ngực to các chị, đồ mặc vẫn vừa, chị Bùi Huyền yên tâm nha. Có gì em sẽ gọi điện tư vấn size cho mình sau. Rồi đây các chị ơi, một thiết kế mới nữa nè. Mã đầm em mặc là DA 812. 812 em mặc trên người. Hiện tại thì em đang có cho mình đầy đủ size hết. Trong vòng số ký từ 40 cho tới 65kg là em có size vừa cho mình nhé. Mã đầm em mặc là DA 812. Và hôm nay thì em sẽ sale mình với mức giá chỉ còn là 299.000 đồng một đầm này nha. Mẫu đầm em mặc là DA 812 nha cả nhà ha. 812 299.000 đồng cho mình. Màu sắc đẹp, form dáng sang trọng. Đặt hàng comment 812 cho em nhé. Chất liệu vải von nha cả nhà ha. Mẫu đầm này sẽ là vải von cho mình. Mặc lên người thì vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mã đầm DA 812 đặt liền, sale liền nặng 299.000 đồng đồng hoa nhí cho mình các chị nhé. Rồi 808 chị Liễu đặt lên đơn nặng 65kg mặc vừa chị Anh Đào ơi, 808 mình mặc vừa chị Đào nhá. Rồi đặt hàng comment cho em mã số cộng sinh hoạt liền cho em nào. Rồi áo tím hoa cam á chị, áo tím hoa cam hả? Đây là DA 741 nha chị nhá. 741 giá bán là 159.000 đồng ha. Rồi đây các chị ơi, em mặc trên người nè. Mã đầm em mặc là DA 812 không kèm đai nha. Khi nào đơn hàng đạt mốc 600.000 đồng trở lên em mới tặng kèm đai cho mình được các chị nhá. Rồi đây các chị ơi, mình đặt liền cho em nào. Chị nào nghĩ comment mã số cộng điện thoại cho em. Có gì mình chịu khó chụp màn hình lại nha các chị nha. Tại vì đầm mới về hạn chế việc coi đi coi lại nhiều, tại vì dễ bị nhầm mã số các chị nha. Đây là một thiết kế đầm mới của em, dễ bị nhầm mã lắm chị ơi. Rồi đây chị nhá, chị Liên Hà ơi, đây là 808 chị nha. Mẫu đầm này em mới vừa mặc qua rồi ha. Rồi giá bán sẽ là 259.000 đồng cho mình. Rồi đây các chị ơi, em mặc lên cho mình cái đầm này ha. Mã đầm hoa nhí em mặc là DA 812. 812 em mặc đang có cho mình là đầy đủ size hết. Trong vòng dự kiến từ 40 cho tới 65kg là em có hàng nhá. Mã đầm em mặc là DA 812. Rồi hôm nay em sale cho mình với giá chỉ còn 299.000 đồng. Chất liệu von nha các chị nha. Vải von nha các chị ha, mặc cực kỳ mát nên mình yên trong. In tâm bên trong sẽ kèm lót cho mình nè. 812 em mặc giá bán là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Hai nhí cho mình nha. Đợt này em về cho mình cái hoa nhí nhí rất là xinh nè. Đợt này cho em về cho mình cái loại hoa tím đi, nhí nhí xíu này rất là xinh các chị nha. Rồi đặt liền cho em bằng cách comment mã sản phẩm cộng điện thoại. Đầm em đang mặc là DA 812, 299.000 đồng một đầm nha cả nhà. 812 cộng điện thoại cho em. Rồi 299.000 đồng. Cảm ơn chị Hải Hà rất là nhiều chị nhá. Chị ơi có bán cả không? Chị ơi không có bán đai. Khi nào mà đơn hàng đạt mốc 600 em tặng đai thôi, chứ đai là em không có bán chị nhá. Rồi đây các chị ơi, em mặc trên người là DA 812 và giá bán sẽ là 299.000 đồng. Đồng hoa nhí cực kỳ xinh đẹp và giá bán sẽ là 299.000 đồng. Chị nào chưa có comment cho em là 812 cộng sinh hoạt em chưa xa chưa hàng nhá. Và giá bán sẽ là 299.000 đồng. 812 hết chị nhá. Chị nào chưa có comment 812 cộng sinh hoạt cho em. Cái này giống cái gì vậy? Cái này không? Giống này không? Cái này giống này không? Em có màu này ở này các chị.
Màu này là DA811 nha các chị nha, có màu xanh nữa, có gì xíu sẽ mặc màu xanh cho mình ha. Cái này là DA811, có gì xíu sẽ mặc cho mình sau. Rồi 812 có túi này các chị, có túi hơi bên nữa này các chị ơi. Cái này em có 811 nữa, có gì sau mẫu 812 em sẽ mặc 811 lên cho mình xem luôn nhá. Để em một xíu nha cả nhà ha. Rồi mẫu này nó có túi hơi bên cho mình nha. Đầm này em về cái đầm này có túi hơi bên.